Các bạn thân mến, thông thường chúng ta hay ăn lẩu chao hoặc lẩu khoai. Hôm nay chúng ta không nấu lẩu mà chúng ta lại làm một món kho. Đó là món khoai môn nấu chao. Và để thực hiện được món khoai môn nấu chao, các bạn chuẩn bị như sau. 300g khoai môn, 5 miếng đậu hũ nhân, chao đỏ, chao trắng, một bìa đậu hũ trắng, sả, ớt, gia vị sẽ gồm nước mắm, hạt nêm, đường và dầu ăn. Khi đi chợ mua khoai thì các bạn sẽ thấy rằng có những cái củ khoai rất là lớn. Tuy nhiên, thỉnh thoảng chúng ta lại thấy không bán ở trên sạp mà thường người ta hay ngồi ở dưới đất. Ở đây là ở dưới quê người ta chở lên người ta bán. Thì có những cái rổ khoai ấy, thì củ khoai có khi bé thế này, có khi thì lại dài như vậy. Thì các bạn nên mua cái loại khoai này về làm món khoai môn nấu chao sẽ rất là ngon. Bởi vì khoai theo cái hình dạng này này thì khoai dẻo, bở nhưng mà bở dẻo và rất là thơm. Khi mua về các bạn sẽ rửa sạch, sau đó thì luộc chín 2/3. Tôi nói là chỉ chín 2/3 thôi. Tức là sao, nếu các bạn xâm vào các bạn thấy rằng củ khoai vẫn còn hơi cứng. Còn nếu như chúng ta bẻ ra thì chúng ta thấy rằng là cái lõi ở chính giữa đó vẫn còn sống, thì chúng ta sẽ bóc hết vỏ. Đây là khoai đã được luộc sẵn. Hồi nãy tôi có nói rằng chúng ta cần đậu hũ nhân. Đậu hũ nhân tức là trong đậu hũ người ta có để nấm mèo và bún tàu. Cái phần này thì chúng ta kho sẽ rất là ngon. Chúng ta cần một miếng đậu hũ trắng. Và sau cùng, kho chao cho nên các bạn phải chuẩn bị chao. Chúng ta phải có chao đỏ và chao trắng mới ngon. Và phải chuẩn bị sẵn sả ớt. Bây giờ chúng ta bắt đầu nấu món khoai cao nấu chao. Nếu các bạn thích ăn miếng khoai nó thật là chắc thì chúng ta sẽ chiên sơ. Bây giờ chúng ta sẽ xào sả và một phần ớt. Khi sả và ớt có mùi thơm, chúng ta giảm nhỏ lửa. Các bạn sẽ cho đậu hũ trắng vào. Và bây giờ là gia vị. Sẽ cho nước mắm, một ít hạt nêm, đường nhiều một chút xíu vì chúng ta có sử dụng chao, chao thì hơi đậm. Bây giờ đến chao. Và cho vào đây một ít nước. Xâm xấp cái phần mà chúng ta đang xào trong chảo thôi. Bạn làm cho lớn lửa lên. Và chúng ta xào. Bây giờ chúng ta sẽ cho khoai. Bạn sẽ nấu khoai trong hỗn hợp gia vị khoảng 15 phút với lửa nhỏ. Vì nếu lửa lớn thì sẽ bị cạn và chúng ta phải cho thêm nước sẽ không ngon. Chúng ta sẽ nấu riu riu lửa thôi trong phạm vi 15 phút. Bây giờ chúng ta sẽ cho đậu hũ. Các bạn có thể cắt đôi miếng đậu hũ. Sau khi cho đậu hũ, chúng ta đợi khoảng 1 phút đậu hũ mềm thì chúng ta múc ra. Các bạn thân mến, khoai môn hay khoai cao nấu chao là một món ăn cùng với cơm hay với bún đều ngon. Nếu các bạn thích ăn nhiều nước, chúng ta có thể cho thêm nước. Trong trường hợp bình thường thì chúng ta chỉ kho khan và ăn với cơm thì rất là tuyệt vời. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.